Tên Mai Thị Nhừ, 54 tuổi, ở ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tôi bị bệnh cao huyết áp 3 năm. Thời gian mang bệnh tôi rất mệt mỏi, thường xuyên đau đầu chóng mặt. Từ ngày tôi dùng thuốc dưỡng huyết thanh não của công ty BVA, dùng 1 tháng bệnh tôi không giảm, tôi dùng thêm 2 tháng nữa bệnh tôi khỏi hẳn. Nay tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty BVA. Nhân tôi xin gửi lời cảm ơn đến dược sĩ Nguyễn Thị Thơm đã tận tình tư vấn cho tôi trong suốt thời gian điều trị.